xin chào các bạn nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Ở à, trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người nhận biết và à, có thể thoát được những cái, cái dự án mà mình đã làm mà trước đây à, đã làm mà nó sờ cam hoặc là nó bị à, à, gọi là cái nhỏ cái cái dự án đấy nó không được phát triển thì nó sẽ xóa những cái dự án đấy để cho nhận nhẹ máy của mọi người nhé. Thì như như mọi người nhìn trên màn hình ấy thì đây là một cái dự án sờ này thì nó sẽ có chữ scam đỏ lòm này đấy và thứ hai nữa nếu như cái dòng chữ core qr này nó nó viết là tài khoản đã xóa đã xóa và hoạt động cách đây khoảng đây như là sử như thế này nhá nó là viết chữ tài khoản đã xóa thì mọi người à, thì vào mọi người sẽ xóa cái giá này cho mình luôn nhá và đồng thời mọi người sẽ bấm vào những cái uh, cái trang của nó đây giả sử như trang group kênh channel của nó mọi người bấm xóa hết cho mình và Twitter mọi người có thể xóa luôn Instagram mọi người xóa luôn Reddit mọi người xóa luôn À, xóa hết những cái nhóm này để cho nó, nó nhẹ máy nhá. Quan trọng nhất là mọi người sẽ sẽ xóa cái nhỏ những cái cái, cái 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 nhóm ở cái này. Đây, thì ở trong uh, Twitter, ở trong tài khoản trong, trong Telegram, trong nhóm ấy mình cũng có để những cái nhóm nào mà sờ cam, những cái nhóm nào mình bảo nó sờ cam, cam rồi không làm được nữa, uh, hoặc là nó lừa đảo mình nhất thì mình đã có để trong nhóm telegram rồi thì mọi người có thể vào đấy để mọi người à, tìm những cái nhóm nào mình à, những cái à, dự án nào mình đã làm mà nó sợ cam thì mọi người có thể xóa rỡ bớt đi để cho sau này nó nhiều 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 tài khoản ở trên tay telegram quá đúng không mọi người xóa đi thì đây như giả sử của tài khoản này đúng không mình sẽ mình xóa này À group của nó này mình bấm vào mình xóa luôn ở đây mình đã rời rồi rời nhận rồi. rồi tiếp đến là kênh channel của nó này đây mình đã do đúng không xóa luôn gì nữa xóa luôn rồi kênh này ok tiếp tục tài khoản twitter xóa luôn không theo dõi gì nữa để mình đổi cái tài khoản twitter tài khoản twitter mình hình như tài khoản khác không biết đăng nhập tài khoản nào cả. đây bấm theo dõi làm gì nữa bỏ luôn không bao giờ theo dõi nữa lừa đảo thì phải xóa luôn kênh reddit kênh instagram cũng xóa luôn theo dõi từ từ nhá đợi mình một lát mình thay đổi tài khoản instagram mình không gì phải theo dõi bọn này cả nó đã sợ cam rồi thì mình không bao giờ mình theo dõi rồi kênh reddit tí nữa của mình cũng thoát luôn đây theo dõi làm gì bỏ theo dõi ok rồi kênh reddit nào follow ạ? không follow nữa rồi quay trở lại kênh liên kết kênh liên kết thì mọi người không nên bỏ nhá kênh liên kết này kênh liên kết bởi vì nó là có nhiều nhiều cái đúng không ta sao nào có phải kênh liên kết không ta đúng rồi kênh liên kết là nó nhiều cái, kênh Erasta này là nó nó nhiều 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 dự án ở trên này nên mọi người không thể bỏ được theo dõi được nhá đấy sau khi đã, đã bỏ hết rồi thì mọi người sẽ bây giờ mọi người sẽ bấm mà mình bấm chứ bấm ba gạch này bấm xóa cuộc trò chuyện này luôn đấy thì nó sẽ bớt nặng máy đi nhá đấy thì mọi người sẽ vào đây mọi người tìm kiếm nhé giả sử nhớ vào từng từng cái dự án một mà mọi người loát lại nó bị sợ cam chẳng hạn hoặc là nó có chứ giả sử như vào cái dự án Để xem này xem là dự án này nào một dấu hiệu nữa là một dấu hiệu kiểu như cái kênh mà của kênh liên kết này giờ sử những kênh này đúng không ạ có crypto update này nó cũng thay đổi này tự nhiên nó thay đổi tên đổi thành tên kênh khác này hoặc là thay đổi hình này và tự nhiên tự nhiên là những cái tin nhắn trong này nó mất hết thì mọi người cũng, cũng nên xóa cái này luôn nhá bởi vì những kênh này nó cam là cái chắc 100 phần trăm nhá đấy Rồi, tiếp tục xem những cái dự án khác không để mình tìm cho mọi người một ví dụ khác nhé ở đây cũng là một cái nhóm sờ này có chữ sờ cam luôn rồi nhá xóa luôn này bấm vào đây còn không thấy luôn này Đấy, xóa luôn rồi ok ở đây là một cái một cái một cái một cái, à, một cái trường hợp khác nhá đây mọi người thấy chứ tài khoản đã xóa đúng đã hoạt động từ lâu đúng không đây là một dự án cực kỳ scam luôn đấy rồi đúng ạ đấy thì mọi người cũng xem cái này thì nó khó ở, ở, ở bước là mình không biết là cái uh, cái mình đã theo dõi cái kênh nào của nó rồi bởi vì cái dự án nó làm trên cái kiểu iOS này thì nó khó hơn, nó làm xong rồi nó mất luôn cái cái dự án của mình làm. À, tức là cái uh, uh, cái mà mình đã follow vào. Đây follow Twitter. Mỗi Twitter mở lên nào. Đã còn không có Twitter luôn là Điều khoản đăng nhập không mang lại kết quả gì này. Đấy thì dự án này nó đã scam nó vứt đi rồi mà. Đấy, nó lừa đảo con chúng ta mà. Rồi xóa luôn này dẫn là d d f l l f, C, t đấy thì mọi người xóa luôn cho mình dự án này nhá, đấy xóa luôn này rồi thì đấy bây giờ thì mọi người sẽ vào tự tìm những cái dự án mà mình xem lại những cái dự án mình à, chat và mình xem lại nếu như nó có chữ scam hoặc là à, tài khoản đã xóa thì mọi người sẽ xóa bớt để cho nó đỡ đỡ nhiều ở trên trên telegram nó như nặng máy nhá đấy và mình cũng sẽ À, cập nhật những cái dự án nào scam mình sẽ ở bỏ vòng trong trong à, ở đây mình sẽ cập nhật trong này cho mọi người có thể mọi người vào đây để mọi người tìm những cái dự án mọi người đã làm và scam để mọi người xóa nhá. Đấy. Ok, vừa rồi mình đã hướng dẫn mọi người một thủ tục để mọi người kiểm tra những cái dự án mà mình đã làm a mà nó scam hoặc là những dự án nó không được uy tín thì mọi người có thể uh, uh, thoát và sẽ xóa những cái nhóm đấy nhá mình nhá. Tạm biệt mọi người hẹn mọi người những video tiếp theo.